không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào, cùng lối diễn xuất tự nhiên, ăn ý với các mỹ nam Vs, nên chẳng khó hiểu khi Khả Ngân thường xuyên vướng vào nghi án trên tình bạn với các bạn diễn. Nhiều lần nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính, nhưng cũng có khi cô lại im lặng. Một, Thanh Sơn. Mới đây, sau khi tham gia bộ phim Giờ Vàng 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả dù đây là lần đầu Bắc Tiến. Hơn nữa, phản ứng hóa học ngọt ngào, tự nhiên của cô cùng Thanh Sơn làm bao khán giả say mê, đẩy thuyền nhi đăng từ trong phim tới ngoài đời thực. Họ không chỉ thân thiết, gần gũi, thoải mái nói chuyện trên phim trường mà nhìn ánh mắt hai diễn viên trao nhau trong những bức ảnh hậu trường là thấy tình trong như đã, mặt ngoài còn e, mà vừa hay là cặp đôi này lại đang độc thân. Ngân xinh gái, Sơn thì đẹp trai, còn ngại gì mà không đến với nhau đi cho fan thỏa lòng mong đợi. Trong loạt hình ảnh tiệc đóng máy của bộ phim, Thanh Sơn và Khả Ngân không ngừng ôm ấp, nắm tay lại còn hôn má tình tứ, đốn tim những người đẩy thuyền cần mẫn. Đã thế, mới đây cô nàng đã đến tận nhà để thăm mẹ Thanh Sơn. Harry Lu. Trước đó, trong bộ phim Đầu Tay Trở Về 3, Khả Ngân cũng sánh đôi cùng với nam thần Harry Lu và khiến dân tình bấn loạn vì họ quá đẹp đôi và tình bể bình. Cứ vài tập phim là họ lại có những cảnh khóa môi ngọt ngào, ôm ấp tình tứ. Không những thế, fan còn soi ra Khả Ngân và Harry Lu cực kỳ thân thiết ngoài đời thực. Họ không ngại chụp hình cùng nhau, quàng cổ rồi chu môi như một cặp tình nhân mới yêu. Tuy nhiên, sau đó, họ đã phải lên tiếng khẳng định chỉ là anh em thân thiết trong nghề chứ không có quan hệ tình cảm. Ba, Jun Phạm. Sau khi tham gia dự án điện ảnh 100 ngày bên em, Khả Ngân tiếp tục vướng vào nghi án hẹn hò với Jun Phạm. Trong phim, họ sắm vai cặp tình nhân lãng mạn, hài hước, cùng vượt qua sóng gió để được bên nhau. Chính vì thế, Jun Phạm và Khả Ngân có vô vàn cảnh khóa môi, ôm ấp và có cả một đám cưới với nhau. Chưa hết, cặp đôi còn chịu khó chụp những hình vô cùng âu yếm, ngọt ngào. Chính Khả Ngân từng thừa nhận, có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông tốt như vậy cả trong công việc lẫn ngoài đời. Không biết sau này có gặp được người nào như vậy nữa không, nhưng hiện tại tôi rất quý và thương anh Jun vì anh nhiệt huyết, làm gì cũng rất nghiêm túc. Nhiều khi mệt, chán nản nhưng quay sang nhìn anh, tôi lại tự ý thức bản thân phải cố gắng. Còn về chuyện anh có phải mẫu người đàn ông tôi thích hay không, chắc là có. Sau nhiều lần đẩy thuyền hụt, lần này fan dường như quyết tâm đưa Thanh Sơn và Khả Ngân cập bến. Nhìn lại những nghi vấn phim giả tình thật trước đây của nữ diễn viên, khán giả có phần tiếc nuối, nên cực kỳ hy vọng cô cùng nam chính 11 tháng 5 ngày có thể nên duyên.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.